sau khi mà mẹ Tâm post cái video về tập hàng ngày lên thì có rất nhiều mẹ inbox mẹ Tâm hỏi về cái cách luyện tập như thế nào để có thể siết được mỡ bụng. Thực sự là khi mà tập theo cái bài của huấn luyện viên Hannah Giang Anh thì bụng của mẹ Tâm đã giảm được mỡ rất là nhiều, mặc dù là nó vẫn còn rất là lèo bèo. Mình sẽ phải tập luyện cố gắng nữa, bởi vì là mình không ăn theo chế độ eat clean của Hannah. Hiện tại thì mình đang ăn theo chế độ của bác sĩ Hiromi Shiriya, đấy là chế độ ăn để làm sao mà có thể bổ sung enzyme được nhiều nhất vào trong cơ thể, từ đó thì mình có thể sống khỏe mạnh chứ không bị bệnh. Tức là mình theo quan điểm là đẹp nhưng mà phải khỏe mạnh nữa, thì chúng ta cần phải xác định xem là hiện tại là cơ thể của chúng ta là đang thuộc cái tạng người nào. Bởi vì là sẽ có 3 tạng người. Tạng người thứ nhất đấy là những cái tạng người siêu gầy, tức là xương nhỏ này, cơ nhỏ, và trông người rất là mảnh khảnh, rất là gầy như thế này. Và những cái người mà có cái thân hình gầy như thế thì cái khả năng mà tăng mỡ và tăng cơ của họ rất là thấp. Trước đây thì chị của Tâm, những cái năm mà chị còn đi học thì chị rất là gầy, chị chỉ khoảng tầm 42 cân thôi, mà cao 1m58, 42 cân thì rất là gầy luôn, và ăn bao nhiêu thì cũng không béo đó. Thì với những cái tạng người này thì mình cần chú ý một cái bài tập cho mình, sẽ là tập toàn bộ các cái bộ phận trên toàn bộ cơ thể của mình, từ vai này, eo này, hông này, mông và đùi, mình cần phải tập tất để cho nó tăng cơ ở tất cả các bộ phận này. Nhưng mà chú ý này, vì mình khó, người của mình là cái người khó mà có thể tăng mỡ với tăng cơ, nhưng không có nghĩa là nó không tăng. Bởi vì là chị của Tâm thì sau khi lấy chồng và sinh con xong thì người đã rất là béo, và bây giờ thì không thể quay trở lại cái thời kỳ 42 cân được nữa rồi. Đấy, thế nên là có một cái điều chú ý cho các mẹ là mặc dù là thể tạng của mình là cái người gầy, nhưng mình cũng chú ý là mình ăn cân bằng và mình sẽ bổ sung thêm cát nhiều hơn một chút để cho cái cơ thể của mình nó có thể phát triển hơn. Và mình sẽ tập các cái bài, ưu tiên là mình sẽ tập các bài tập trên toàn bộ cơ thể của mình để tăng cơ lên. Và những cái cáp mà Tâm vừa nói đến thì hiện tại thì Tâm hay ăn các cái loại gạo lứt này, các cái loại đậu đỗ trộn vào để nấu thành cơm gạo lứt ăn. Và các cái đấy là những cái cáp chậm thì nó sẽ chuyển hóa chậm, thì nó sẽ tốt hơn là những cái cáp nhanh như là các cái loại màu trắng ấy, như là gạo trắng này hoặc là bánh mì trắng này. Thì tất cả những cái loại mà nó còn nguyên cám rồi nguyên vỏ thì nó sẽ tốt hơn nhé. Đấy là những cái cáp chậm. Hoặc là mẹ có thể cáp chậm bằng khoai này, bằng ngô này, bằng lúa mạch. Đó, có rất nhiều những cái loại cáp mà mình có thể ăn để là chuyển hóa chậm thì nó sẽ tốt hơn cho mình, nó về chất xơ nữa. Thể trạng người thứ hai đấy là người dễ béo, tức là những cái người mà dễ bị tăng mỡ. Thì cái thể trạng người này, khi mà thể trạng người này dễ béo thì chế độ ăn mình cần chú ý là sẽ cắt giảm đi các cái tinh bột để làm cho cái cơ thể của mình nó bớt đi cái lượng đường thừa vào trong cơ thể, thì nó sẽ tích thành mỡ. Đó, cái lượng tinh bột mà mình ăn thừa vào trong cơ thể, các cái năng lượng mình ăn thừa vào mà mình không tiêu tốn đi thì nó sẽ tích thành mỡ. Với cái dạng người mà béo, dễ béo như này thì mình sẽ chú ý đặc biệt đến chế độ ăn để mình sẽ ăn kiềm hãm lại để không bị béo. Và mình sẽ tập các cái bài tập, cũng là các cái bài tập cho toàn bộ các cái bộ phận ở trên cơ thể thôi. Và sau này thì mẹ Tâm tìm hiểu thì mẹ Tâm sẽ đi chi tiết từng các bài tập cho từng tạng người. Tạng người thứ ba, tạng người cuối cùng đấy là tạng người mà cân đối, tức là tạng người mà cơ với cả mỡ thì khá là cân đối. Và với cái người này thì có thể tăng cân cũng như giảm cân rất là nhanh. Ví dụ như là Tâm là cái thể trạng người là tăng cân cũng như giảm cân rất là nhanh, béo thì cũng rất là nhanh. Ví dụ như là mình chỉ cần ăn nhiều lên là mình sẽ tăng cân, và tăng cân thì nhìn rõ nhất là ở trên cái mắt của mình này, và hai cái đùi thì rất là to. Có lần ngày xưa mà đi trên xe buýt là mấy ông xe buýt còn bảo là đùi giỏ, chân giỏ. rất là ngại, rất là xấu hổ, đúng không? Và với cái người thể trạng người như này thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ ăn cân bằng các cái nhóm dưỡng chất đấy, và tập thì mình cũng sẽ tập luyện dành cho tất cả các cái bộ phận trên cơ thể của mình. Ví dụ như là một tuần, hai tuần mẹ Tâm sẽ tập về siết mỡ bụng, bởi vì mình thấy cái bụng của mình hiện tại thời gian này nó đang không ổn. Thời gian nữa thì mình
sẽ có thể là mình sẽ ưu tiên tập về phần ngực chẳng hạn, bởi vì là sau khi mà cho con bú xong thì ngực nó đang bị chảy và nó không còn săn chắc như là cái hồi con gái nữa, thì sẽ tập thêm các cái bài tập về ngực, về cổ vai gáy chẳng hạn. Cổ vai gáy của dân văn phòng ngồi vào máy tính nhiều thì nó sẽ rất là yếu và dễ bị các cái bệnh về cổ vai gáy hoặc là thoát vị đĩa đệm, đốt sống cổ, thì mình cũng tập thêm các bài đấy, hoặc là tập về mông, về đùi, có rất nhiều là bài tập. Và mẹ Tâm hứa rằng là mẹ Tâm sẽ tìm hiểu thật là chi tiết, sẽ tập theo và sẽ chia sẻ lại với cả các mẹ nhé. Và cảm ơn các mẹ đã theo dõi và hãy đăng ký kênh của mẹ Tâm, like và share video này nếu thấy nó hữu ích, và chúng ta sẽ tương tác với nhau và sẽ tạo ra một cái cộng đồng mà tập thể dục ở nhà mỗi ngày. Bởi vì mẹ Tâm không thể đi đến các phòng tập được, cái thời gian mà đi đến phòng tập cũng như là cái thời gian tập thì nó quá là không phù hợp với cả mình, vì ví dụ sáng mà đi tập sáng về thì cũng không kịp để cho con đi học, tối thì chắc chắn là không có thời gian để đi rồi, bởi vì là còn phải cho các bạn đi học hành, ăn uống nữa. Thế nên là mẹ Tâm chọn cái cách là mình sẽ tập ở nhà. Mình thấy cái cách tập ở nhà là nó phù hợp và hiệu quả về thời gian với cả mình. Tất nhiên là nó cũng sẽ có khó khăn là nó không có huấn luyện viên để hướng dẫn mình chi tiết, nhưng mà cũng không sao, mình sẽ có thể tự học được, bởi vì trên mạng hiện tại thì cũng có rất nhiều các cái video để hướng dẫn chị em mình tập rồi, và mẹ Tâm sẽ tập để chia sẻ lại với các mẹ, yên tâm nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các mẹ, hẹn gặp lại trong video ngày mai nha.